Thời điểm lắp đặt cái máy này cũng là một trong những cái máy hiện đại nhất của Việt Nam. Tuy nhiên cái thời gian gần đây thì máy đã hỏng và hiện tại thì không hoạt động được, nên là ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh và điều trị cho nhân dân. Chỉ là một trong những cái thiết bị mà của bệnh viện hiện tại đã đang hoạt động bởi vì do hư hỏng. Ngoài ra thì còn có nhiều hệ thống thiết bị khác, ví dụ như máy chụp cắt lớp vi tính hai dãy, máy X quang, kỹ thuật số, rồi máy siêu âm và một số các cái máy khác không hoạt động được, đấy là cũng ảnh hưởng đến cái quá trình khám và điều trị cho nhân dân. Khi mà các cái thiết bị này dừng hoạt động thì chúng tôi sẽ phải chuyển bệnh nhân đi chụp nhờ tại các bệnh viện khác, hợp đồng với bệnh viện quân y 4 và bệnh viện quốc tế Vinh. Thì hàng ngày chúng tôi những cái trường hợp nào cần chụp để chẩn đoán để điều trị thì chúng tôi phải vận chuyển bệnh nhân đến cái cơ sở y tế khác để nhờ chủ, sau đó lại chờ bệnh nhân quay về đây để chẩn đoán và điều trị. Nó cũng ảnh hưởng rất nhiều, vừa phiên hàng cũng ảnh hưởng đến chất lượng điều trị. Cái điều hư nữa là được tổ chức chặt cụt tay luôn.